Ngày 30 tháng 6 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Hoàng Anh, 40 tuổi, ở ấp Phú Long A, xã Phú Quế, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 13 tháng 9 năm 2021, sau khi uống rượu tại nhà, Hoàng Anh điều khiển xe máy đến quán cơm của mình tại ấp Thành Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ để gặp vợ và muốn quan hệ tình dục với vợ, nhưng do con còn thức nên vợ của Hoàng Anh không đồng ý và kêu Hoàng Anh đi về nhà. Đến khoảng 22 giờ 30 phút, Hoàng Anh đi vòng ra đường phía trước quán cơm ngồi thì lúc này vợ và con của Hoàng Anh đã vào phòng ngủ. Hoàng Anh đi vào quán cà phê cạnh quán cơm thì thấy bé gái 13 tuổi đang nằm võng. Hoàng Anh đã bịt miệng bé gái và thực hiện hành vi đồi bại. Chưa dừng lại ở đó, Hoàng Anh muốn quan hệ tình dục lần hai nên kêu bé gái đi đến một kiosk gần đó và kêu em kích dục cho. Nhưng do trên bảo dưới không nghe nên Hoàng Anh lấy 500.000 đồng đưa cho bé gái rồi điều khiển xe máy về. Sau khi Hoàng Anh đi khỏi, bé gái đến chốt phòng chống dịch COVID-19 trình báo lực lượng công an. Tại tòa, cũng như trong quá trình điều tra, Hoàng Anh thừa nhận hành vi của mình và cho rằng đây chỉ là hành vi thỏa thuận mua bán dâm. Tuy nhiên, từ các chứng cứ thu thập được, tại thời điểm Hoàng Anh xâm hại, bé gái mới hơn 13 tuổi và từ việc bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho Hoàng Anh, nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án 7 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.